Mời quý vị cùng đến phần 2 của cơ sở công nghệ trên FBNC. Thưa quý vị, mở đầu phần tin vấn ngày hôm nay sẽ là thông tin về kết quả được thanh kiểm tra quá trình thu hồi SIM kích hoạt sẵn diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết âm lịch. Kết quả cho thấy tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn diễn ra công khai và hết sức dễ dàng. Mới đây thì Bộ Thông tin Truyền thông đã yêu cầu các đơn vị siết chặt việc thu hồi loại SIM này. Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã kiểm tra quá trình thu hồi SIM kích hoạt sẵn của các doanh nghiệp viễn thông. Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá, việc mua bán SIM kích hoạt sẵn trên thị trường vẫn diễn ra công khai, dễ dàng, dù trước đó đã khóa được gần 18 triệu SIM kích hoạt sẵn. Bộ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thu hồi SIM kích hoạt sẵn theo như đã cam kết. Trước đó, với con số gần 18 triệu SIM kích hoạt sẵn bị thu hồi tính đến hết tháng 1-2017, đây là đợt thu hồi SIM kích hoạt sẵn lớn nhất từ trước đến nay. Cuối năm 2016, cục viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tiến hành thanh kiểm tra và xử phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp viễn thông di động có hành vi vi phạm các quy định có liên quan về khuyến mãi và quản lý thông tin thuê bao. Tại phiên họp triển khai công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam diễn ra ngày 14 tháng 2, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết sẽ ngừng phát sóng truyền hình công nghệ tương tự mặt đất hay còn gọi là truyền hình analog tại 15 tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Trong đó bao gồm một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, vân vân. Trước đó trong năm 2016, 12 tỉnh thành trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình kỹ thuật số. Sau giai đoạn 2 vào ngày 1 tháng 7, các địa phương còn lại sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 3 vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Đối với các hộ nghèo và cận nghèo, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ông Trương Minh Tuấn khẳng định sẽ được đảm bảo hỗ trợ đầu thu truyền hình số trước ngày 1 tháng 7. Lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN trong tháng 1 năm 2017 đạt 3.408 chiếc, chiếm 63% lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN vào Việt Nam chỉ có xuất xứ từ hai quốc gia là Thái Lan và Indonesia. Đáng chú ý là trong tháng 1 năm 2017, ô tô nhập từ Indonesia vào Việt Nam đạt 1.823 chiếc, tăng gấp 5 lần so với lượng xe cả năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ nước này. Nguyên nhân được các doanh nghiệp ô tô đưa ra là lộ trình thuế nhập khẩu xe ô tô dưới chính chỗ có xuất xứ từ khu vực ASEAN được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30% theo lộ trình cắt giảm thuế tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong tháng 1 năm 2017, cả nước nhập khẩu gần 7.400 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 153 triệu đô la Mỹ, tăng 25,5% về lượng và 4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, chú giống.com, một website thương mại điện tử vừa ra mắt hôm thứ Hai, 13 tháng 2 vừa qua. Hiện trái thương mại điện tử này đang cung cấp miễn phí dịch vụ cho người bán hàng. Mặc dù ra đời sau các trang thương mại điện tử dạng rau vặt trên thị trường, nhưng trang chú giống.com vẫn tự tin sẽ mang đến thị trường những điểm khác biệt dựa vào thế mạnh của mình. Bà Tăng Thị Ngọc Khuyến, giám đốc truyền thông của công ty Chú Giống cho biết, website này mặc dù hiện tại cung cấp dịch vụ mua bán đa ngành nghề, nhưng vẫn có mặt hàng chủ lực thì chú giống giống cơm ra đời được gọi là sinh sao đẻ muộn so với cái những cái đơn vị khác. Chúng tôi làm sao để cho cái cái này nó thân thiện với tất cả mọi người sử dụng. Chúng tôi có những cái mặt hàng chủ lực của mình thì trong đó là mặt hàng chủ lực của chính chúng tôi cung cấp như là hệ thống cửa hàng xây dựng và đất nền. Đối với những cửa hàng đó chúng tôi kiểm soát hoàn toàn được chất lượng dịch vụ và người mua khi đến với chúng tôi mua những mặt hàng đó có được những cái ưu đãi đặc biệt sở dĩ chú giống com mạnh về mảng vật liệu xây dựng vì công ty cũng là chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng đất nguồn theo số liệu cung cấp của công ty chú giống trang chú giống com đang có trên 5.000 tài khoản của các nhà cung cấp sản phẩm đăng ký giao dịch sau gần 2 tháng hoạt động cũng theo bà khuyến kế hoạch của chú giống com sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí hoàn toàn trong vòng một năm sau đó mới tính đến chuyện thu phí người bán hiện có hàng trăm website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ rau vặt tại việt nam Tuy nhiên, chỉ chừng vài chục trang hoạt động hiệu quả nhờ vào những công cụ quản lý tốt và có uy tín về giao dịch. Mục tiêu của chú giống.com là sẽ lọt top các trang tốt nhất nhờ vào dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thời gian gần đây xuất hiện một ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh hóa trang thành các nhân vật cổ trang kiếm hiệp Trung Quốc. Không mất nhiều thao tác, người dùng chỉ cần chọn mặt của nhân vật mình muốn hóa trang, sau đó chụp ảnh selfie và chọn filter. Ứng dụng còn cho phép chỉnh sửa để khuôn mặt lung linh hơn theo tùy thích của người dùng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, trước khi sử dụng được ứng dụng này, người dùng phải cung cấp rất nhiều dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của ứng dụng, trong đó có cả thông tin kết nối Wi-Fi, ID thiết bị và thông tin cuộc gọi. Dù chưa xảy ra trường hợp tiêu cực nào, nhưng các chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo người dùng phải cẩn thận vì nguy cơ rò rỉ thông tin và hình ảnh cá nhân. Một tờ báo của Hàn Quốc vừa đưa tin, rất có thể Apple và Samsung đã ký hợp đồng sản xuất 600 triệu màn hình OLED kích thước 5 inch cho iPhone mới, giá trị hợp đồng lên đến 4,3 tỷ đô la Mỹ. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi đang có nhiều tin đồn về thế hệ iPhone sắp ra đời. Trước đó cũng đã có tin đồn về hợp đồng sản xuất 100 triệu màn hình iPhone 5.5 inch giữa Apple và Samsung, dự kiến giao hàng trong năm nay. Hiện phía Apple và Samsung đều không đưa ra bình luận nào về những thông tin này. Từ lâu màn hình iPhone đã được Apple đặt hàng của hãng Japan Display. Hiện tại thì Apple chỉ sử dụng màn hình OLED cho đồng hồ thông minh Apple Watch và cho Touch Bar trên MacBook Pro năm 2016. Nhưng tin đồn cho rằng Apple sẽ tung ra iPhone màn hình OLED trong đợt giới thiệu iPhone thế hệ mới diễn ra vào tháng 9 năm 2017 này. Google vừa cho biết trong thời gian tới, hãng sẽ đưa tính năng thực tế ảo vào trình duyệt Google Chrome. Đây sẽ là tính năng bổ sung của phiên bản Chrome tiếp theo. Theo đó, nếu người dùng sở hữu điện thoại có cấu hình đủ để chạy nền tảng Daydream thì có thể tương thích với tính năng này. Khi đó, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào các website có nội dung hỗ trợ thực tế ảo VR và xem trực tiếp trên Chrome thông qua một thiết bị đeo Dayrim. Nếu điện thoại không tương thích với Dayrim, người dùng vẫn có thể xem các nội dung VR trên Chrome bằng kính Google Cardboard. Thông qua các thiết bị ngoại vi khác, người dùng cũng có thể tương tác trực tiếp với các ứng dụng VR nền tảng web. Đối với những website thông thường, Chrome cũng hỗ trợ chuyển đổi sang các thiện thị VR. Đồng thời, Google cũng sẽ cung cấp một danh sách những website có giao diện hỗ trợ công nghệ thực tế ảo để người dùng trải nghiệm và đánh giá. Mới đây thì tập đoàn Amazon đã tiết lộ rằng việc kinh doanh với Iran của hãng này sẽ có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và Amazon có nguy cơ bị phạt sau khi các nhà chức trách xem xét lại các hoạt động kinh tế Amazon. Theo như hồ sơ của các nhà chức trách từ năm 2012 2016, Amazon đã tiến hành xử lý và chuyển các đơn hàng cho những đối tượng và khách hàng cụ thể ở khu vực ngoài Iran được đạo luật về nhân quyền Syria và giảm đe dọa Iran, viết tắt là ITRA bảo hộ. Công ty Amazon đã gửi báo cáo các giao dịch của họ tới văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và tới Cục Công nghiệp Anh và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Đại diện của Amazon cho biết họ sẽ phối hợp với việc rà soát, kiểm tra lại các tổ chức và cho biết thêm Amazon có thể sẽ bị phạt. Trước đó, cựu tổng thống Obama đã tăng cường các chính sách hạn chế thương mại với Iran nhằm ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của nước này. Trong năm 2016, Mỹ cũng bổ sung thêm một số lệnh trừng phạt kinh tế với Iran nhằm kiềm chế hoạt động chương trình hạt nhân tại đây. Amazon cho biết họ chỉ bán và vận chuyển hàng hóa cho người tiêu dùng và các nhóm không xác định. Và các sản phẩm chủ yếu là quần áo và đồ điện tử với mức giá dao động từ 50 đến 2.400 đô la Mỹ. Và Amazon cho biết hãng sẽ không tiếp tục bán hàng cho những tài khoản khách hàng này trong tương lai. Lấy ngày Valentine làm ngày đưa đoàn tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên của Anh trở lại hoạt động đã khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Chuyến tàu này có hành trình đi qua nhiều vùng núi tuyết đẹp như mơ của nước Anh. Băng qua thung lũng Eden ở Cumbria, Phong nền đẹp tuyệt vời này đã khiến cho đoàn tàu cổ càng trở nên ấn tượng với nhiều người. Khi chuyến tàu đi qua, hàng trăm người đã sững sờ trước vẻ đẹp rất cổ của đoàn tàu mang đậm màu sắc Anh quốc này. Những nhóm người ở Darlington và Doncaster đã làm việc miệt mài trong vòng 18 năm để xây dựng tuyến đường sắt Tornado với tổng chi phí 3 triệu bảng Anh. Đoàn tàu này đạt tốc độ 120 km/h và được hoàn thành vào năm 2008. Tuy vậy, giá dành cho những người đi trên chuyến tàu quay lại trong ngày này có giá khá thấp khi so sánh với các phương tiện khác với giá vé 17,70 bảng Anh đối với chặng đi từ Skipton tới Appleby. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm kể từ khi tàu chạy bằng động cơ hơi nước được thay thế bằng những chuyến tàu thông thường hiện nay. Nhiều người đã tỏ ra ngỡ ngàng bởi lần đầu tiên họ được nhìn thấy một chuyến tàu chạy bằng động cơ hơi nước và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi được đi qua và ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp của nước Anh. Triển lãm robot các thế hệ vừa khai mạc tại Bảo tàng Khoa học London, Vương quốc Anh. Triển lãm trưng bày thành tựu xây dựng các cỗ máy thông minh của nhân loại trong suốt 500 năm qua. Hơn 100 mẫu robot đã xuất hiện tại triển lãm. Đáng chú ý có một robot biết hát và một robot có tên là Thiên Nga Bạc, năm nay đã 244 tuổi. Robot biết hát có tên là Robot Thespian, được sản xuất tại Anh, có kích cỡ bằng người thật. Robot này sẽ di chuyển xung quanh trong khu triển lãm và trình diễn nhạc cứ mỗi 20 phút. Còn robot Thiên Nga Bạc được chế tạo vào thế kỷ thứ 18 bởi nhà khoa học John Joseph Merlin, người đã phát minh ra giày trượt batin và nhiều sáng chế khác. Thiên Nga Bạc xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm Paris năm 1867 và đã được đại văn hào người Mỹ Mark Twain đưa vào tiểu thuyết những kẻ ngây thơ ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có rất nhiều con robot khác qua các thế hệ được trưng bày tại đây. Triển lãm sẽ được kéo dài từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 3 tháng 9. Trong khi đó, tại Paris, Pháp, tuần qua đã diễn ra một buổi đấu giá 133 chiếc xe cổ. Đây là những chiếc ô tô và xe máy có tuổi đời dao động từ 30 đến 130 tuổi, niên độ sản xuất từ thế kỷ trước cho đến những năm 1990. Đại diện đơn vị đấu giá Bonham thông tin thêm về những chiếc xe ấn tượng trong buổi đấu giá này. Tôi cho rằng tâm điểm của buổi triển lãm là chiếc Aston Martin Ulster đời 1935. Chiếc xe này đã từng tham gia đường đua Le Mans trong năm 1935 và về đích ở vị trí thứ năm. Đây là chiếc xe có giá trị lịch sử. Ngoài ra còn có chiếc Bentley S1 Continental Cabriolet 1957. Chiếc Aston Martin Ulster được dự đoán là có giá dao động từ 1,6 đến 1,8 triệu euro, còn chiếc Bentley S1 có thể có giá từ 1 đến 1,5 triệu euro. Điểm ấn tượng nhất trong lễ hội đèn lồng thường niên của Trung Quốc năm nay chính là màn trình diễn ánh sáng của 1.000 chiếc máy bay không người lái tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một ngàn chiếc drone này được lái và sắp xếp theo những đường bay đã được thiết kế sẵn nhằm tạo ra hình ảnh mang tính biểu tượng của Trung Quốc, chẳng hạn như hình bản đồ Trung Quốc biểu tượng may mắn. Tất cả các drone trong màn trình diễn này đều được sản xuất tại Quảng Đông. Những nhà thiết kế cũng tạo ra một hệ thống điều khiển đặc biệt cho toàn bộ một ngàn drone này. Điều này cho phép họ chỉ cần thực hiện việc điều khiển trên một máy tính và người điều khiển này có thể dễ dàng điều khiển toàn bộ một ngàn drone bay theo những đường bay đã thiết kế sẵn trước đó. Bên cạnh đó, màn trình diễn này cũng được kỷ lục thế giới Guinness công nhận là màn trình diễn có sử dụng nhiều drone nhất. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua trong chuyên mục Ai làm gì ở đâu kỳ này Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ứng dụng dùng chung xe đã giúp xe đạp hồi sinh như thế nào tại Trung Quốc